vicino. Sự mất tích bí ẩn của nền văn minh Nazca. Nazca là tên một cao nguyên ở Peru, nổi tiếng bởi những bức vẽ khổng lồ kỳ lạ. Có đến 300 bức vẽ ở đây với nhiều họa tiết kỳ lạ khác nhau. Trước kia nhiều ý kiến cho rằng người ngoài hành tinh là tác giả của những bức vẽ này. Nhưng sau đó khoa học xác nhận chúng được vẽ bởi con người với niên đại rơi vào thời kỳ văn hóa Nazca vào khoảng giữa năm 200 trước công nguyên tới năm 600. Người Nazca đã sử dụng chúng làm phương tiện liên lạc với các vị thần. Tuy nhiên, sự mất tích của nền văn minh Nazca đã để lại dấu hỏi rất lớn trong cộng đồng khảo cổ học. Tại sao họ biến mất sau khi để lại vô số những bức hình khó hiểu như vậy? Mãi gần đây, các nhà khoa học từ Đại học Cambridge mới tìm ra được lý do. Họ đã phải rời khỏi khu vực này do hạn hán và phá rừng quá mức. Bí mật ẩn dưới lòng đất của các bức tượng đảo phục sinh. Đảo phục sinh thì quá nổi tiếng với những bức tượng đầu người gọi là Moai rồi. Có điều trước kia, người ta tưởng rằng các bức tượng ấy chỉ là những cái đầu người bằng đá đơn thuần thôi. Chỉ đến khi nhà thám hiểm huyền thoại Thor Heyerdahl ra tay, mọi chuyện mới được làm sáng tỏ. Heyerdahl là người đầu tiên tiến hành nghiên cứu về hòn đảo này và ông phát hiện ra rằng các bức tượng Moai thực chất có cả phần thân. Ngoài ra, ông còn chứng minh được rằng các bức tượng được tạo ra nhờ những công cụ hết sức bình thường, tồn tại trong xã hội con người thời kỳ đó, chứ không phải bất kỳ thế lực siêu nhiên nào tác động. Nghĩa địa cá voi tại Chile. Giữa sa mạc Atacama của Chile, người ta tìm thấy một nghĩa địa có chứa rất nhiều xương cá voi. Chẳng ai rõ tại sao một trong những sa mạc khô hạn nhất hành tinh lại có cá voi ở đó, mà lại nhiều đến mức trông như có một vụ tự sát tập thể. Nhưng sau này họ phát hiện ra rằng những bộ hài cốt ở đây không đến từ cùng một thời kỳ. Trong đó, xác cá voi cổ nhất là từ 20.000 năm trước, thời điểm sa mạc vẫn còn là biển. Nguyên nhân cái chết được cho là sự bùng nổ của tảo độc tạo ra hiện tượng thủy triều đỏ, khiến sinh vật chết hàng loạt. Chiếc máy tính đầu tiên có từ thời Hy Lạp cổ. Bạn nghĩ chiếc máy tính đầu tiên ra đời từ bao giờ? Trong thế kỷ 20? Đúng rồi đấy, nhưng trong một thời gian rất dài. Các nhà khoa học đã nghĩ rằng cổ máy Antikythera có niên đại từ năm 80 đến 50 trước công nguyên mới thực sự là chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới. Nó được tìm thấy tại tàn tích của một con tàu đắm trong tình trạng vỏ gỗ đã mục nát, còn các chi tiết bằng kim loại thì hoen gỉ. Phải đến năm 2016, khoa học mới biết rằng họ đã nhầm với một bản báo cáo về chức năng thực sự của cỗ máy này. Hóa ra đó là một thiết bị dùng để định hướng thôi. Tuy nhiên đó cũng vẫn là một phát hiện lớn khi một thiết bị tinh xảo như vậy đã tồn tại từ rất lâu. Bởi lẽ cơ chế định vị tương tự như thế phải mãi 1.000 năm sau đó mới xuất hiện. Cái đầu Bossum. Chiếc đầu Bossum, Bossum Head, là một trong những ví dụ điển hình nhất cho thấy khoa học kỹ thuật thực sự đã giúp ích cho các nhà khảo cổ như thế nào. Đây là một cái đầu tượng được tìm thấy tại Bossum, Anh Quốc vào năm 1800, nhưng trong tình trạng cực kỳ xấu và khó nhận dạng. Phải đến năm 2013, nhờ vào công nghệ laser, các nhà khoa học mới xác định được chiếc đầu này thuộc về một bức tượng khắc họa hoàng đế La Mã Trajan. Những hòn đá biết đi tại thung lũng chết. Không chỉ mang cái tên hết sức kinh dị, mà bất kỳ ai khi đến thung lũng chết California, Hoa Kỳ cũng sẽ cảm thấy rùng mình vì một hiện tượng quái đản. Đó là những tảng đá ở đây có xu hướng tự dịch chuyển dù chẳng có ai chạm đến, giống như được người trên tác động vào vậy. Nhưng với khoa học, mọi chuyện đều có cách lý giải hợp lý. Theo tiến sĩ Ralph Lozens từ Đại học Johns Hopkins, mọi chuyện là do sự chênh lệch về nhiệt độ. Vào mùa đông, có một lớp băng được hình thành trên bề mặt tảng đá. Băng tan cùng với sự tác động của gió đã khiến những tảng đá ở đây dần dịch chuyển mà chẳng cần ai đụng vào. Máy bay trực thăng trong lăng mộ Pharaoh.
Các bức tường bên trong lăng mộ của Pharaoh Seti đệ nhất từ hơn 1.300 năm trước công nguyên có những bức họa hết sức kỳ lạ. Xét trên nhiều góc độ, trông chúng giống hệt như một chiếc trực thăng, máy bay, thậm chí xe tăng và tàu ngầm nữa. Khi mới tìm ra các bản khắc này, giới khảo cổ học đã thực sự xôn xao. Thậm chí một số người đã thực sự tin rằng người Ai Cập thời xưa có khả năng tiên tri hoặc sở hữu một nền văn minh lớn hơn chúng ta tưởng. Nhưng sự thật tất nhiên không thể ảo như vậy. Năm 2010, một nhà khảo cổ học đã xác nhận được rằng thực chất bức tranh ấy chỉ là bản khắc tên của Pharaoh Seti đệ nhất và con trai là Pharaoh Ramses đệ nhị. Tên của Ramses đệ nhị đã được khắc chồng lên tên cha mình sau khi ông qua đời. Chỉ là tình cờ trông chúng giống trực thăng và một số phương tiện hiện đại khác thời nay, mà nguyên nhân chủ yếu là do não bộ muốn cảm nhận chúng như thế thôi. Việc con người tồn tại và phát triển gây ra tác động lớn đến tự nhiên là điều mà ai cũng biết. Vài năm trước, các nhà khoa học đã xác định rằng số thực vật tuyệt chủng ở thời hiện đại rơi vào khoảng 150 loài. Nhưng theo một nghiên cứu mới đây, con số thực tế phải cao hơn gấp 4 lần. Tính từ thời điểm năm 1753, khi cha đẻ của hệ thống phân loại hiện đại Carl Linnaeus áp dụng nó lên các loài thực vật, đã có ít nhất 571 loài thực sự biến mất. Cũng theo nghiên cứu này, thì kể từ năm 1900, trung bình mỗi năm có 3 loài thực vật tuyệt chủng, nhanh hơn gấp 500 lần so với dự đoán trước kia và hơn gấp đôi so với tốc độ tuyệt chủng của các loài thú, chim cùng lưỡng cư hợp lại. Chúng ta đã không dành cho thực vật sự quan tâm đúng mực, Maria Voronsova, chuyên gia thực vật học cho biết. Động vật đúng là dễ thương, có vai trò quan trọng và độ đa dạng sinh học cao, nhưng thực vật cũng vậy. Có điều tôi đã sốc khi mức độ quan tâm dành cho các loài thực vật bị tuyệt chủng là rất thấp. Cụ thể, phân tích của các chuyên gia tư vấn từ Vườn Bách Thảo Hoàng gia Kew, Anh Quốc cho thấy chưa đầy một nửa các báo cáo về thực vật tuyệt chủng cho kết quả thực sự chính xác, kể cả là sách đỏ của IUCN. Trong số 122 loài nằm trong một tuyệt chủng của sách đỏ, có ít nhất 50 loài đã được phát hiện vẫn đang tồn tại hoặc cần được tái phân loại. Nhưng điều đáng ngại hơn là danh sách ấy thiếu đi khoảng 491 loài đã biến mất ngoài tự nhiên. Kết quả của nghiên cứu dựa trên các dữ liệu trong 3 thập kỷ chưa được công bố về thực vật tuyệt chủng tại vườn Kew. Một mặt, dữ liệu cho thấy khoảng 0,2% các loài thực vật trên thế giới đã tuyệt chủng, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 5% ở chim và thú. Nhưng mặt khác, khoảng thời gian tuyệt chủng của thực vật lại dài hơn, nên con người cần nhiều thời gian hơn để xác định một loài thực vật có thực sự tuyệt chủng hay chưa. Hay nói cách khác, số lượng thực vật tuyệt chủng có thể lớn hơn dữ liệu trên rất nhiều. Kết luận này ứng với 89% các loài thực vật được cho là đã tái xuất hiện, nhưng chỉ với số lượng cực kỳ hạn chế. Vậy nên chúng tôi cho rằng chúng ta đã đánh giá quá thấp tốc độ tuyệt chủng của thực vật trên hành tinh này. Ngày nay, đa số các loài thực vật đã bị tuyệt chủng thường xảy ra ở các vùng nhiệt đới và địa trung hải, bao gồm các khu vực của Úc, Ấn Độ, Hawaii. Trong số đó, có phân nửa từng chỉ tồn tại trên một hòn đảo và 18% đã từng rất phát triển quanh vùng biển Thái Bình Dương. Việc các loài thực vật biến mất với tốc độ nhanh như vậy được cho là vì sự xuất hiện của con người. Trong vòng 3 thập kỷ qua, có khoảng 300.000 loài thực vật được đưa vào dữ liệu của vườn Kew vào hạng mục cây được tái tìm thấy. Mỗi năm có thêm 16 loài ai cũng nghĩ đã tuyệt chủng cũng xuất hiện. Tuy nhiên, chúng chỉ xuất hiện ở một khu vực rất nhỏ, đảo, còn đại đa số đất liền nơi chúng từng tồn tại thì không. Hàng triệu sinh vật trên đời đang sống phụ thuộc vào cây cối, bao gồm cả con người chúng ta. Theo Alan Gray, nhà sinh vật học không tham dự nghiên cứu, con người cần nhanh chóng xác định xem chúng ta có thể làm gì để cứu lấy đa dạng sinh học ở thực vật.